Quê em ở Việt Nam. Kiểu gì? Quê ở Việt Nam. Thế có gần Vĩnh Phúc không? Không xa lắm rồi. Này ông có biết Vĩnh Phúc ở đâu không đây? Có. Có nhưng mà có vẻ hơi rụt rè hơn bạn nữ đúng không? Bé nào, bé tiếp nào. Con một chân lên nhá. Nặng quá. Đánh chết cha. Phải tôi bấm cho mình thằng danh con này. Này bao lâu rồi chưa bé Nghi không? Chắc phải hơn nửa năm rồi. Mùa giống như người yêu. Có câu trả lời ạ. Alo anh em, và đây là đôi ngày hôm nay của chúng tôi. Lady First, giới thiệu về bản thân một chút nha em nhá. Em mình tên Trinh ạ. Sinh năm 2002, quê ở Vĩnh Phúc. Trinh chờ nhẹ rồi. Em tên là Minh ạ. Em sinh năm 2002 ạ. Quê ở đâu? Quê em ở Việt Nam. Kiểu gì? Quê ở Việt Nam. Thế có gần Vĩnh Phúc không? Không xa lắm rồi. Này ông có biết Vĩnh Phúc ở đâu không đây? Có nhưng mà có vẻ hơi rụt rè hơn bạn nữ đúng không? Nào bây giờ không nhìn vào mặt nhau này. Nhìn nhau cái. Chào cậu. Thả tính thử một câu nào. Lần đầu gặp nhau lại quên hết câu thả thính rồi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Tuy nhiên nhìn bạn nữ là quên hết câu thả thính á. Thế thôi bây giờ em thử thả thính trước đi xem nào. Em anh thấy có vẻ tự tin hơn bạn nam hôm nay. Hình như anh đang bị lạc đúng không? Anh lạc vào trái tim em rồi đấy. Anh lạc vào trái tim em rồi đấy. Nào lạc lại nào. Thính một câu khác, một câu đậm hơn xem nào. Nhìn anh hơi ốm nhưng mà ôm anh thì hơi ấm. Trời ơi chưa. Lấy chưa? Ôm thử gái anh xem nào. Giờ đầu tiên gặp nhau, ôm nhau, bình thường. Có thấy ấm không? Hỏi bà nữ chứ anh hỏi em. Quay mặt vào kia, quay mặt vào đây. Đang nóng à? Đang nóng là được rồi, quá ấm là được rồi. Thế bây giờ mình gặp nhau này, mình đã hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi địa chỉ nhà rồi đúng không? Em ở chỗ nào? Hà Nội. Em ở Mỹ Đình ạ. Mỹ Đình. Em ở đâu? Còn em ở Trương Định ạ. Trương Định với Mỹ Đình cách nhau khoảng hơn chục cây. Em ngại yêu sao? Trong nội thành Hà Nội thì không xa, với cả căn bản là anh chỉ cần có lý do. Nó ở cái tập. Bạn này là ở Mỹ Đình nhưng mà em yên tâm, bạn ấy sẽ đón em mỗi ngày nên là không phải lo về vấn đề xa hay là không xa. Thế trước khi mà bắt đầu ngày hôm nay mình đã thả thính nhau rồi. Hay là mình chơi một trò chơi để làm quen nhau rõ hơn nhá. Được. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Sao không? Ok anh. Đây trên tay Vi Hoàng là một tờ giấy. Và các bạn sẽ để xuống dưới. Làm mọi cách để không rơi chân ra khỏi tờ giấy này nhá. Rồi 10 giây bắt đầu. Mời em. Để lên đi đã rồi bắt đầu ra mặt giấy. Được chưa? Được chưa anh? Rồi ok đến 10 giây nhá. 10 9 8 2, 1, rồi xong. Xong vất 1, chúc mừng hai em đã thành công. Mình gấp tờ giấy vào nhá, gấp tờ giấy vào. Ê, từ. Ông ơi, ông gấp nửa rồi, ông gấp như này thì ông đứng kiểu gì? Gấp như thế này thôi. Bé nào, bé tiếp nào. Con một chân lên nhá. Nặng quá. Thì thanh con này. Toàn. Phải tôi đấm cho mình. Này bao lâu rồi chưa bể nghi không? Chắc phải hơn nửa năm rồi. Hơn nửa năm chưa bể nghi yêu, thế bao giờ rồi em chưa được nghi yêu bé? Gần một năm và hơn nửa năm. Cái con số này thích hợp là để đến với nhau này. 7 6 5 4 3 2 1. Em giờ. Rồi gấp lại một lần nữa. Đây, bây giờ chúng tôi lại gấp lại một lần nữa. Chỉ nhỏ như này thôi, nửa bàn nhá, nửa bàn. Bao nhiêu? Hay là muốn đổi ngược lại bạn nữ với bạn nam không? Cái thế là không tính nghĩ tới anh ạ. Rồi thế thì em vẫn phải bế thôi. Nếu như mà thua là bị phạt đấy nhá. Rồi, nửa bàn thế này, nửa bàn mà cong chân lên. Đúng rồi. Mà vẫn phải bế. Okay. Rồi, cong một chân lên này.
Có hết thì run chưa? Đếm đi. Ok, đếm. Chuẩn bị đếm này. Bây giờ mới chuẩn bị đếm nhá. Anh đếm 1, 2, 3 bắt đầu chưa? Anh đếm từ lấy rồi. Bắt đầu đếm rồi. 1, 2, 3 bắt đầu. 5. Lại. Chưa được, lại. Không ngã được, ngã mà đi đền. Lại nhá. 5, 4, 3, 2. Lại nhá, lại từ đầu. Ra đây. Lại từ đầu. Nó bắt nhá. Lại. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Đấy rồi. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Rồi, chúc mừng các bạn. Lại qua được, bây giờ mình lại gấp nhỏ lần nữa nhỉ. Thầy ơi, bà vớt rồi. Rồi, anh sẽ không được cả hai bạn nữa. Thầy thấy thế nào? Mế bạn thì thấy thế nào? Còn nặng không? Từ nói nặng lên. Sướng anh ạ. Vừa nào vừa sướng. Sướng. Chết mày em mày đồ con. Sao mà sướng. Em thấy bạn Nam tự tin hơn chưa? Tin tưởng bạn ấy hơn chưa? Tạm tin. Anh cũng tin em hơn. Anh nghĩ là em không bế được không? Bế được chắc là gãy. Nhưng mà thôi được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ đến phần chơi tiếp theo. Đấy là mình sẽ thử ăn bánh và thi xem ai ăn bánh đến cái màu bánh cuối cùng ấy nhỏ hơn thì người đấy chiến thắng. Em biết luật chơi là này chưa? Rồi. Em biết chưa? Em hiểu rồi. Nó sao rồi đúng không? Rồi bây giờ là anh đang có rất nhiều bánh que. Bạn nào sẽ chơi đầu tiên là người cắn đầu tiên. Em hay là bạn nữ? Anh chơi thì bạn nữ sẽ là người giữ bánh nhá. Ok. Rồi. Chuyện rằng hú hú hò. Anh rằng yêu tới cho em rồi, rồi em cầm, ở đây là của bạn Nam đúng không? Nam cầm. Rồi, em giữ này, đến bạn nữ này. Em ơi, bạn Nam nhớ nhá, đâu, xoay anh xem nào. Nhìn này, vẫn còn dài này, em phải thấp hơn như thế, em phải ngắn hơn như thế. Của bạn Nam khá là dài rồi đấy. Cho anh xem nào. Nếu mà thôi xong rồi. Thôi xong rồi, dài hơn rồi. Đây anh ơi, kích vào cho em này. Đây là của bạn Nam, còn đây là của bạn nữ. Như vậy là chúng ta đã biết là ai là người thắng, ai là người thua. Ơi. Ăn nốt đi. Dám ăn đâu? Có dám ăn đâu? Ok. À, ăn thì đánh ra nào. Đâu từ đâu, mình cũng chạm môi nhau suốt mà, đâu có sợ gì đâu. Đưa cho bạn nữ. Bạn nữ không dám ăn đâu. Rồi, ok. Bây giờ bạn nữ là người thua rồi. Em là người thắng, em có quyền được đập búa vào đầu của bạn nữ hoặc là bất kỳ bộ phận nào em cảm thấy thích nhất trên cơ thể bạn nữ. Không, nhưng nếu mà bây giờ em nhường cho bạn nữ thắng thì làm sao? Mày được vãi em ơi. Nếu như mà em nhường thì ok, em có thể ngược lại điều đấy. Em thích bộ phận nào nhất trên cơ thể của bạn nam? Đầu đi ạ. Đầu á? Đầu gì, có rất nhiều đầu. Trong con người có rất nhiều cái đầu em ạ. Đầu gì? Đầu óc. Đầu óc, rồi đầu óc. Nào, đập 3 phát nhá. Mình phải chơi 2 round mà. Đập mạnh lên nào, ok, đập lại. Đập lại ra tiếng kêu. Cây tươi nhờ. Rồi, phát nữa, 1 phát nữa. Một cái nữa, xịt rồi. Có làm được không? Có. Rồi, và vừa rồi thì các bạn đã chơi 2 game và bây giờ đã hiểu nhau hơn chưa? Có cảm thấy gần gũi hơn chưa? Em thì có rồi ạ. Cảm thấy là bạn nữ cũng dễ gần hơn rồi ạ. Còn em sao? Em thấy cũng thế. Dạ. Không được cũng thế, nó chung quá. Bây giờ mình phải nói cảm nghĩ của mình. Hết nhát rồi ạ. Bạn ấy hết nhát rồi. Hết nhát rồi đúng không? Thế bây giờ em có một câu hỏi gì muốn tìm hiểu sâu hơn về bạn nam không? Bây giờ anh sẽ đặt ra câu hỏi cho hai bạn. Ví dụ như là nếu như mà chúng ta về chung một nhà thì ai sẽ là người nấu cơm mỗi buổi tối? Chắc là em. Em. Còn em thì sao? Em nghĩ sao về việc là bạn ý sẽ là người chọn nấu cơm vào mỗi buổi tối? Nấu ăn thì em có thể làm được, nhưng mà đấy là đối với trường hợp là em đi làm về sớm. Nếu không nào em đi về muộn thì chắc là xin phép là không nấu được ạ. Thế ví dụ như bây giờ mà mình lấy nhau thì mình sẽ có mấy đứa con và thích trai hay gái? Em thì thích cả trai cả gái. Ai trước, gái trước hay trai trước? Trai trước gái sau. Trai trước gái sau, còn em sao? Em thì một nam một nữ ạ. Một nam một nữ. Trai trước hay gái trước? Làm sao biết được ạ? Làm sao biết được cái tối nay về là biết luôn.
Ok, và bây giờ thì các bạn sẽ có 10 giây để chúng ta suy nghĩ xem có nên cho nhau một mối quan hệ mới. Ví dụ như là nâng cấp mức độ tình bạn, chúng ta đang là người lạ thì bây giờ chúng ta có thể trở thành một người bạn. Và các bạn có 10 giây để suy nghĩ, và nếu như đồng ý thì có thể quay mặt với nhau và chúng ta sẽ thăng tiến cái mối quan hệ này lên. Còn nếu như các bạn không đồng ý thì có thể đứng im hoặc là đi thẳng và không quay lưng lại, không quay mặt lại. Ok, sẵn sàng chưa? Hay là còn muốn thắc mắc gì, hay là muốn hỏi bạn nữ không, bạn nam không? Em thì còn một câu hỏi nữa là giờ hiện giờ là còn đi học hay đi làm? Hiện giờ thì em đang đi học học nghề, học spa. Hiện tại thì em chỉ hỏi đến thế thôi ạ. Ok, thế thôi, em còn muốn hỏi gì nữa không? Không, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đến với giai đoạn quan trọng nhất trong mối quan hệ này. Xin mời hai bạn quay mặt vào nhau ạ. Rồi, mời hai bạn quay mặt, quay mặt. Quay mặt. Anh ơi! Không, em không thích quay lưng, em thích quay mặt. Kiểu gì? Rồi, ok nhá, 10 giây ạ. 10 giây để suy nghĩ trong mối quan hệ này có nên phát triển nó không này. Bắt đầu. 10. Chào và hẹn gặp lại. Bye bye.